Mát quá. Yeah, xin chào, Quốc Bảo xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Hành Trình Đất Phương Nam. Và Quốc Bảo xin được giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn, hiện tại Quốc Bảo đang có mặt tại một căn biệt thự biển được xem là hot nhất thành phố Vũng Tàu. Xin được giới thiệu di tích Bạch Dinh tại Vũng Tàu. Và bây giờ thì mọi người ơi, di chuyển cùng với Quốc Bảo vào bên trong nhé, để cùng nhau thăm Bạch Dinh nào. Xin mời. Hi, hi, hoàng tử. Hoàng tử, hơn 1.000 năm cuối cùng rồi chàng cũng tới đón thiếp. Cho ta hỏi, dạ, đường nào để vô Bạch Dinh vậy? Vô Bạch Dinh, chàng lộn mèo vô tim của thiếp là vô tới Bạch Dinh rồi. Để ta lộn mèo vô tim của thiếp liền. Cuối cùng cũng tới đón em ha, ha. Em đi lạc nãy giờ không thấy anh ha. Ai biểu tới sớm quá chi ha. Đợi lâu quá này cảnh đẹp. Nôn đi chơi đúng không, nôn đi chơi đúng không. Trời ơi, ngày hôm nay anh còn thấy nữa là khá là đầu tư về trang phục chứ hả. Anh nói em là đi ra Bạch Dinh vậy đó. Em bạch là màu trắng. Đúng, tại vì đây là một trong những cái được xem là biệt thự biển. Dạ. Ngày xưa là resort kìa đó, mà cao cấp nha, dành cho vua chúa thôi. Vâng, mai em mua này nha, mai em mua cái gì nè. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó chính là cái nguồn năng lượng, sự duyên dáng và hài hước của nhân vật khách mời ngày hôm nay. Hãy dành một tràng pháo tay to khủng khiếp dành cho nữ diễn viên Ngọc Hoa. Và với một căn biệt thự biển đẹp như thế này nè, đặc biệt như thế này, và bên cạnh đó là bề dày lịch sử nữa, cũng khá là lâu đời rồi, thì anh em chúng ta không có biết được hết thông tin đâu. Dạ. Và ngay bây giờ thì Quốc Bảo xin mời Ngọc Hoa cùng với tất cả quý vị khán giả gặp gỡ một nhân vật giúp chúng ta giải đáp rất là nhiều những câu chuyện gắn liền với Bạch Dinh nhé. Xin mời tất cả quý vị. Đây rồi, à, người chị của chúng ta đây rồi. Dạ, xin được chào chị. Dạ. Và em dẫn đến đây một nhân vật khách mời, đó chính là diễn viên Ngọc Hoa. Dạ. Và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hành Trình Đất Phương Nam nữa. Dạ. Và chắc chắn là sẽ nhờ chị giúp em chia sẻ nhiều câu chuyện hơn, cũng như là những cái thông tin cụ thể chi tiết. Dạ. Tại vì những cái mà tụi em biết là những cái cơ bản thôi. Dạ, à, truyền tai nhau thôi à. Dạ, dạ, xin mời chị sẽ hỗ trợ tụi em nha. Dạ vâng, em xin được giới thiệu lại cho mình hiểu qua về cái kiến trúc và cái lịch sử cái tòa Bạch Dinh này. Dạ. Dạ. Tòa Bạch Dinh này thì tọa lạc tại đường số 6 đường Trần Phú, thành phố Vũng Tàu. Tòa Bạch Dinh này thì được xây dựng vào năm 1898. Yeah. Yeah. Thì dưới triều Nguyễn thì có hai vị vua đã từng ở đây, đó là vua Thành Thái và vua Bảo Đại. Vị trí ở đây thì rất là đẹp, lưng tựa núi, mặt thì view ra biển. Quá lý tưởng. Yeah. Yeah. Dạ vâng. Em xin được giới thiệu cho chị Ngọc Hoa những cái hiện vật đặc trưng của cái tòa Bạch Dinh này nhé. Yeah. Yeah. Xin giới thiệu với anh chị, đây là cái phòng khánh tiết. Tại phòng này thì tất cả những cái hiện vật cổ xưa của tòa Bạch Dinh này thì thấy tập trung ở đây. Được xem giống như là phòng khách phải không chị? Ừ, đúng rồi, được xem là phòng khách và cái phòng trang trọng nhất của ngôi nhà. Dạ. Hai bên là hai cái cặp song bình bằng sứ vé lam. Cặp song bình này thì có từ thời Càn Long nhà Thanh Trung Quốc, cách ngày nay khoảng 200 năm. Dạ. Nó có cái chủ đề là Bách Điểu Chầu Phục, có nghĩa là 100 con chim chầu về cái con chim Phượng Hoàng, là vua của các loài chim. Yeah. Dạ. Em cũng nghiên cứu về kiến trúc cũng như là thiết kế nội thất rất là nhiều, thì không biết em có lầm là cái lối kiến trúc thiết kế của mình nó giống như là lối kiến trúc Đông Dương phải không ạ? Lối kiến trúc của tòa Bạch Dinh này là kiến trúc châu Âu trung đại. Ừ. Dạ, cái đặc trưng của kiến trúc này là nó tòa nhà có rất là nhiều ô cửa sổ, và trên mỗi cửa sổ là sẽ có cái vòm hình tròn. Dạ. Từ ở trong ra thì nhìn qua mỗi ô cửa sổ thì anh chị để ý là nó sẽ là mỗi bức tranh khác nhau, rất đúng là rồi, đẹp. Đúng rồi. Bây giờ thì xin mời Quốc Bảo và Ngọc Hoa có thể là tự mình đi tham quan và có thể trải nghiệm ngắm những cái bức tranh tuyệt đẹp tại cái tòa Bạch Dinh này nhé. Dạ rồi, và một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Đã dẫn tụi em đi một vòng. Dạ. Và hy vọng rằng chắc chắn sẽ có nhiều các vị khách nữa đến. Dạ. Đây để tham quan cũng như là để trải nghiệm cái không khí rất là tuyệt vời của Bạch Dinh nè. Dạ, cảm ơn chị ạ. Dạ, xin cảm ơn hai cái khách đặc biệt ạ. Dạ rồi, đi chơi thôi, đi tiếp tục ngắm phòng thôi. Ui, nguyên cái hành lang này là toàn cửa sổ luôn nè. Liên tục luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái. Mỗi cái khung cửa sổ như thế này sẽ tạo ra chúng ta một bức tranh hoàn toàn khác. Đúng rồi, để em thấy không có nào giống nào hết trơn. Đúng rồi, đứng ra đây thì em sẽ thấy bức tranh của chúng ta như thế nào đây Hoa? Phong cảnh hữu tình nên hơi lãng mạn. Đúng rồi, ở đây chia ra chúng ta bố cục là nhìn ra một cái ha, thấy một nhà, cái ngọn của các cây sứ trắng. Dạ đúng rồi, chút xíu nè. Điểm tô dưới, sau đó là biển. Giữa là biển, màu xanh nhạt nhạt, còn có khoảng trên là màu trắng của bầu trời mà xa xa đẹp nhìn quá. Có những con tàu nhỏ nhỏ thấp thoáng nữa. Ôi trời ơi. Mà nó mát nữa chứ.
Trời ơi, bên này cảnh núi hay bên kia cảnh biển ha. Đó, đứng đây nè, đứng này chúng ta thấy được ha. Vẽ ra một bức tranh, cái này là tranh dọc nè. Hồi nãy bên kia là hình vuông, cái này là chữ nhật đi. Anh em chúng ta đang ngắm cảnh thì em ơi, cái logo của Hành Trình Đất Phương Nam xuất hiện nữa rồi. Điều đó có nghĩa là có thử thách. Hả? Em tưởng này đi ngắm cảnh đi chụp hình nữa chứ. Em đứng tại một cái view thật là đẹp để mình đọc thử thách nào. Dạ. Xin mời tiểu thư. Trời nói chi ngại chứ. Rồi và bây giờ thì xin mời tiểu thư và tất cả quý vị khán giả hãy cùng khám phá thử thách của tuần này nha. Nhiệm vụ của MC và khách mời trong tuần này đó chính là nhiệm vụ làm thơ. À, và đảm bảo trong các câu thơ phải xuất hiện hình ảnh của hoa sứ trắng và hoa sứ đỏ. 1 hour later. Và ngày hôm nay thì Quốc Bảo thay mặt cho chương trình gửi lời cảm ơn đến ban biên tập chương trình đã mang đến chúng ta một cái thử thách rất là thú vị và liên quan trực tiếp đến cái bối cảnh mà chúng ta đi tham quan trong ngày hôm nay luôn. Và như mọi người cũng đã đi tham quan với Quốc Bảo và Ngọc Hoa nãy giờ thì thấy là đây là một cái không gian rất là lãng mạn, rất là trữ tình. Chắc chắn là khung cảnh như thế này sẽ mang đến cảm hứng cho những người chủ của cái ngôi gia này rất là nhiều phải không ạ? Và đó là lý do mà ngày trước vua Thành Thái của chúng ta có một cái không gian riêng ở bên cái ngọn đồi bên kia gọi là Sầu Tây Bể Cấp. Và đây là một cái nơi, một cái khuôn viên để mà vua Thành Thái đến đây hưởng thụ gió trời, ngắm khung cảnh và tha hồ thỏa sức sáng tạo nghệ thuật bằng những câu thơ của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu thơ được xuất phát ra từ một cô gái rất là đáng yêu dễ thương, đó chính là nàng công chúa của chúng ta. Xin mời Ngọc Hoa. Dạ, nàng thơ xin gửi bài thơ này tới tất cả mọi người ạ. Đến với bạch dinh nắng và hoa, hòa mình với gió thật bao la. Lạ ở xứ đỏ thật đậm đà, pha thêm xứ trắng thật nguy nga. Hết rồi đó. Bài thơ em thật là xúc tích. Ủa, hay mà. Đúng rồi. Em nghĩ sao nói vậy đơn giản. Trời, miss ảnh khó lắm đó chứ giỡn à. Vâng ạ, và chúc mừng em với bài thơ của mình. Ủa, còn bây giờ bài thơ của anh nè. Chưa đi chưa biết bạch dinh, đi rồi mới biết trong vườn xứ không. Chúc mừng anh. Chưa, cái đó là bắt đầu thôi. Ủa, chết rồi. Tiếp tục. Bạch dinh xứ trắng ngang trời, chấm thêm xứ đỏ nào nào lòng người. Ôi hay quá rồi. Em thấy hai mình huệ. Huệ hả? Em tự chấm điểm luôn hả? Mình huệ. Đâu có được đâu. Thắng thì thôi, thua thì phạt rồi bây giờ. Ủa, ai biết ai thua. Xin mời ban tổ chức đưa ra những số điểm công tâm nhất ạ. Sau khi nghe hai bài thơ của MC Quốc Bảo và diễn viên Ngọc Hoa thì ban tổ chức quyết định lựa chọn Ngọc Hoa là người chiến thắng. Alo mọi người có nghe không ạ? Ekip con nghe bài thơ của hai. Cái bài thơ nó có phải vịnh vào người này. Vâng. Mặc cái bộ đồ cho nó nên thơ tí. Do anh. Vâng ạ, xin được chúc mừng diễn viên Ngọc Hoa là người chiến thắng trong thử thách làm thơ. Và một lần nữa xin được cảm ơn công chúa Ngọc Hoa rất là nhiều. Ngày hôm nay không biết là công chúa đi một vòng tham quan với nô tài rồi đi đến rất là nhiều ngóc ngách đẹp của Bạch Dinh nữa thì cảm nhận của công chúa như thế nào ạ? Bình thường á, em đi chơi mà Vũng Tàu á thì em sẽ đi những chỗ ăn uống là nhiều. Nhộn nhịp đúng không? Rồi. Hôm nay được anh dẫn tới đây, cảm giác mình thống chậm lại. Đúng rồi. Mình biết hưởng thụ cái đẹp, mình biết gọi là bình lặng hơn chút xíu thì mình nên thơ hơn, mình không có bị sống vội vàng quá. Cảm ơn anh đã đưa em tới Bạch Dinh để có một trải nghiệm rất là thú vị. Và xin được cảm ơn Ngọc Hoa ngày hôm nay rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi và đồng hành cùng với Hành Trình Đất Phương Nam trong tuần này cùng với Quốc Bảo nữa. Các bạn ơi, không phải nghĩ là đến đây để chúng ta nhìn ngắm này kia sơ sơ đâu. Đến đây đi, rồi các bạn sẽ thấy được rằng cái cảm nhận của chúng ta khi bước vào một căn biệt thự gắn liền với rất nhiều nhân vật nổi tiếng, rất nhiều câu chuyện lịch sử nổi tiếng và vẫn tồn tại tới tận bây giờ sẽ là một trải nghiệm cực kỳ thú vị nha. Nhớ nha, đến với Vũng Tàu đừng quên ghé ngang qua Bạch Dinh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và Ngọc Hoa phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị khán giả rồi. Chương trình Hành Trình Đất Phương Nam được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sao Đỉnh Cao với khung giờ phát sóng quen thuộc 19:35 tối thứ ba hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và Ngọc Hoa xin chào và hẹn gặp lại. Ăn cơm thôi. Đi thôi, đó này. Ai cho đi. Nhà ngươi phải làm quân bị cho ta nữa chứ. Nhanh lên. Ủa, chú Don đi đâu đấy? Ủa, tôi biết nè. Trời, gì vậy trời? MC nổi tiếng. Ủa, phải biết nhau chứ, mình hẹn nhau mà. MC Quang Bảo. Tuyệt vời, cảm ơn anh rất nhiều. Anh tắm muối chưa ạ?